Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì hôm qua Nhân có đến cái cung Dung Nhi 5 tuổi chết nước ở đây quý vị. Có xin cho quý vị cái lọc cái tài là con 35 quý vị. Đó. Và Nhân không có giết con số đảo. Thì hôm nay thì nói chung thì tài lọc trên kênh thì mình cũng ăn được con 35 và con 53 nếu ai lót nhẹ lại. Đó, thì mình ăn cả miền Nam và miền Trung ha quý vị. Thì tài lộc về tâm linh Nhân làm bằng cái tâm, với cái mong muốn là mang lại tài lộc cho tất cả quý vị đang xem kênh của Nhân, ai cũng được vui vẻ. Quý vị tiếp cho Nhân cái động lực, ai xem kênh thương mến Nhân thì cho Nhân xin một like. Cái nút like là ngón tay chỉ lên nằm bên tay trái màn hình điện thoại, còn bên tay phải có cái chữ đăng ký màu đỏ, tất cả quý vị hãy bấm vào để chi, để những cái video của Nhân đăng lên sẽ thông báo về máy cho cả nhà, ai muốn xem thì xem, không xem thì lướt qua. Thì ngày hôm nay thì Nhân quay trở lại cái cung Dung Nhi 5 tuổi chết nước tại đây, trả lễ con 35 quý vị. Đó, thì quý vị thấy đồ. Trời ơi, đây, sách không nổi luôn quý vị. Thôi, thì số mà. Ha, thì ai có lọc có tài đâu thì Nhân mừng cho người đó. Ha. Còn về Zalo da heo hôm nay thì cũng khá là gực gỡ, mình ăn cả Nam Bắc luôn. Miền Nam thì mình ăn một cặp. Ha, Tây Ninh An Giang. Chưa có tính cái đài thứ ba, vẫn có luôn. Nếu tính thì ba luôn. Còn miền Bắc thì mình ăn được con ha. Thì thôi, năm Bắc hôm nay Zalo bữa nay cũng gực gỡ rồi. Nhân cũng xin chúc mừng cho toàn thể anh chị em cô bác trên kênh hôm nay ha, và trên Zalo. Đó, thì cái Zalo thì Nhân cũng đi xin quý vị ha. Cái lọc ở trên đó thì Nhân cũng đi xin thường thì Nhân đi lúc 12 giờ 11 giờ khuya. Đó, thì những cái cung đó không có thể nào quay được quý vị. Như cái cung hôm nay Nhân xin tặng Zalo là cái cung cái anh bị Covid quý vị, chết rồi đem cốt về chôn ở sau nhà, cho nên là Nhân đi đến đó quý vị, người nhà người ta không có cho quay, thì cũng mong tất cả quý vị hoan hỷ. Gì trời, gì ghê à, ghê à, nói chuyện ai mà làm sột hoài quý vị. Nói chung Nhân cũng sợ lắm quý vị. Nói chung Nhân làm nghề, Nhân có thầy có tổ ha. Đó, thì Nhân làm, Nhân không khuyến khích ai. Số Nhân làm trên kênh ha, Nhân cũng xin bằng cái tâm, và Zalo da heo cũng vậy, Nhân làm bằng cái tâm không quý vị, không? Thì ai có lộc có tài thì Nhân mừng cho người đó. Nhưng mà rất tiếc là có những người như thế này, Nhân cũng khá là buồn. Bởi vì số Nhân sinh thì quý vị tặng thì Nhân không có đòi hỏi cái gì hết. Thì quý vị nào trúng thì cứ nói trúng một tiếng cảm ơn Nhân cũng vui quý vị. Chứ Nhân không có xin gì đâu quý vị. Ai phát tâm phát nguyện ha, muốn phụ Nhân được cái gì thì Nhân mua để mang đến mà cúng quý vị, chứ Nhân không có xin. Nhưng mà có những người, những bà thím đó, cho con biếu nè, trời ơi số da người ta chơi cả chục con không ra một lô, mà đè ngay đầu ngay đuôi đập không à, số nó ra 3-4 lô thì nhắn tin qua anh Nhân ơi em không trúng, trời ơi thiệt khổ chứ. Quý vị biết bữa nay tôi chốt miền Nam mà về 3 lô gì đó mà đè ngay cái đầu cái đuôi đập không trúng. Tối hỏi tôi con gì tôi nói là đánh con đó luôn, không cũng đè ngay đầu ngay đuôi đập nữa, tối nó về ngay con đó luôn, ngay cái miền Bắc. Trời ơi vậy đó, rồi mấy bà than, mấy bà khổ, mấy bà quýnh kiểu như vậy đó, hỏi sao không ăn nợ, không lậm nợ. Đúng không quý vị? Theo quý vị nghĩ đúng không? Trời ơi, người ta chơi, người ta kiếm cái lô không ra, mà tôi chốt nhiều khi 3-4 lô quý vị, ra 2-3 lô vậy đó. Đó. Bữa trước thì về cũng được lô, bữa nay 3 lô. Đó. Mà không trúng. Đó. Rồi hỏi sao rồi tôi chặn, tôi không cho nữa thì bắt đầu dặn rồi điện thoại chửi. Trời ơi tôi có làm gì mấy bà đâu, thiệt tôi khổ mấy bà quá mà thiệt chứ. Trời ơi tôi đang buồn cái chuyện gia đình của tôi, nó xào xáo tùm lum tà la hết trơn, tôi buồn lắm luôn. Mà tôi gặp mấy bà tôi thiệt không lẽ giờ nhức răng luôn, nhức răng thiệt. Có ai biết thuốc mà chỉ nhức răng không quý vị? Nhức thiệt. Nhức răng thiệt quý vị. Nhân bị, đang bị nhức răng. Nhân nằm mơ thấy một giấc mơ quý vị, sao tự nhiên cái sáng ra cái răng nó đau và nó nhức tới giờ luôn 3 ngày quý vị không hết, không biết nữa. Nói chung thì giấc mơ mà nằm mà thấy nhức rụng răng gãy răng được thì làm cái điểm dữ, vừa làm cái điểm dữ và vừa làm cái điểm tốt. Nhưng mà Nhân cũng mong là cái điểm tốt đừng có điểm dữ, trời ơi khổ quá mà. Rồi tối nay Nhân đi hai cung quý vị ha, tài lộc ở đâu thì Nhân xin chúc mừng cho quý anh chị ha. À, thì tất cả quý vị thương bánh Nhân thì cứ xem video tham khảo giải trí cho vui, Nhân không ép buộc ai hết quý vị ha. Thì bây giờ Nhân sẽ trả lễ xin lại cho quý vị cái bộ số vào ngày mai để tham khảo. Thì Nhân trả lễ hai cung, cung 12 nữa về cũng được miền Bắc ha, bên cung xét đánh.
Rồi tối nay tất cả quý vị tham khảo ha, nhớ like cho Nhân quý vị ơi. Cái kênh mất đầy sức quá rồi, thiệt khổ. Và cái like nó miễn phí mà mấy bà thiệt, mấy bà cho con biếu, mấy bà tiếc cái like tôi chi không biết nữa, thiệt nữa. Hỏi làm sao rồi, khổ tôi thiệt chứ. Khổ gì, ngày mai tối nay nhờ con bé nó cho ngay cái đầu quý vị. Ngày mai nè mấy bà nào đánh đầu nè, mấy bà này đè đầu đập nè, nó vô đó mà đập, nó đập xong rồi ra hai ba lô rồi mấy bà khóc, mấy bà nhắn tin, mấy bà chửi tôi nữa, thiệt khổ. Rồi tất cả quý vị đang xem chương trình Nhân Trần TV thì Nhân không ra làm mất thời gian của tất cả quý vị, thì Nhân cũng đã soạn đồ lên rồi. Thì bây giờ Nhân xin phép ha, làm cái lễ để mà thỉnh cái Dông Nhi 5 tuổi chết nước tại đây, ban cho tất cả quý vị tham khảo cái bộ số vào ngày mai, thấy không? Rồi thì tài lộc về tâm linh Nhân nói rất là nhiều lần, quý vị cứ tham khảo, ai hợp thì mình lấy lộc, còn không hợp thì mình cứ việc xem giải trí lại cho Nhân quý vị ha, không có mất mát gì hết, kênh của Nhân xem hoàn toàn miễn phí ha. Đó thì Nhân làm nghề thì Nhân làm bằng cái tâm, thấy không? Nhân không có xin gì của ai, từ trên Zalo đến trên kênh cũng vậy, còn ai phát tâm phát nguyện có phụ Nhân được cái gì thì phụ, chứ Nhân ha, rất là hoan hỷ và cảm ơn đó. Cũng như Zalo hôm nay thì Nhân cũng tặng khá là nhiều anh chị ha, cùng hưởng được cái tài cái lộc Nam Bắc luôn đó. Cảm ơn Nhân tiếng Nhân vui rồi quý vị ha, trúng thì nói trúng còn không có sao hết quý vị. Cảm ơn Nhân, Nhân cũng vui nữa chứ Nhân không có xin gì đâu ha. Chứ mà quý vị biết có nhiều người, trời ơi, quý vị vô Zalo của nó đi, trúng đi rồi quý vị ha, không gửi lọc cho nó, quý vị biết nó chửi thôi còn lắm, còn Nhân không có chửi quý vị ha, không có chửi ai hết á, Nhân bị người ta chửi không à. Hiền quá mà thiệt khổ chứ, cái cuộc sống của này ở xã hội quý vị biết không, nhiều khi mình hiền quá thì mình cũng bị thiệt thòi nữa, còn mình dữ quá thì không được, thì thôi mình sống đúng cái lương tâm mình đi quý vị, được không quý vị? Đó, ai cũng chửi thì cứ chửi, trời ơi, trắng mà nó đổi thành đen được nữa mà quý vị, buồn lắm quý vị ơi. Chứ nghĩ sao, có những cái sự thật nó phơi bày trước mắt như vậy đó mà còn chối cãi nữa quý vị. Tôi cũng không biết nói làm sao bây giờ, trời ơi, trắng mà đổi thành đen luôn, phơi bày trước mắt mà không chịu nhận nữa quý vị. Thôi Nhân bó tay rồi, thì thôi, người đang làm trời đang nhìn quý vị ha, đúng không quý vị? Cái kim trong bọc thì lâu ngày nó cũng lòi ra thôi đó. Đó, buồn lắm quý vị ơi, thôi buồn cái gì buồn không, Nhân cũng gán cầu xin ha, tối đêm nay để cái Dông Nhi 5 tuổi chết nước ban cho tất cả quý vị lại cái lọc cái tay và ngày mai tham khảo ha, trên kênh rực rỡ, được không quý vị? Rồi tất cả quý vị cùng nhau khấn với Nhân ha. Con kính lại đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh, chư vị sơn thần thổ thần cai quản tại đất này, cùng vong linh ông bà chiến sĩ chặn vong nơi đây, già trẻ lớn bé trai gái chết quan chết ức chết tức tử, các vị cô hồn đường xá xui chăng là bước về đây, nay thiện nam tính chủ con đường xá xa xôi quay trở lại đây, đem cái lòng thành kính cúng dâng trả lễ. Năm nén hương đã thắp, đèn đã sáng, dụ đã gót, lễ vật dâng lên gồm trái cây tươi, bánh kẹo, giấy tiền, muối gạo, có cái chi ông bà nhận dùm cho con, cầu xin cái hương linh chết quan chết nước tại đây 5 tuổi con về đây nhận dùm cho chú những cái lễ vật dâng lên, có cái chi con nhận dùm cho chú cái đó, ban lại cho chú cái lọc cái tài vào ngày mai ngày thì có miền Nam, đêm thì có miền Bắc. Có lọc có tài thì con quay trở lại đây để mà trả lễ cho ông bà, xin ông bà gia hộ độ trì, cảm ứng chứng minh. Nhang đã thắp, đèn đã sáng, dụ đã gót, kính thỉnh hương linh ông bà cô bác chiến sĩ chặn dòng ở đây, gia hộ độ trì, cảm ứng chứng minh. Rồi trời ơi, quý vị biết không, có những cái chuyện mà trong cuộc sống quý vị nó đã phơi bày ra trước mắt như vậy rồi, vậy mà có những người, người ta có thể nói những cái lời mà gọi là đổi trắng mà thành đen, đen mà đổi thành trắng. Thôi rồi, người ta đã biết hết rồi, mà vẫn biện minh quý vị
tôi cũng hiểu sao. Thôi, bởi vì người ta có cái câu nói quý vị, người đang làm trời đang nhìn, cũng giống như Zalo nhân tặng gì đó, trúng thì nó trúng, không thì nó không quý vị. Số thì nhân cũng cực khổ, nhân đi sinh, chứ không phải tự nhiên mà có. Thì cứ quý vị cứ trúng thì nó trúng, còn không thì nhân xin chia buồn đó, thấy không? Thì nhân cũng rất là buồn, chứ không phải không buồn quý vị, thấy không? Ai trúng thì cứ việc nói cho nhân vui, chứ nhân không có xin gì của ai đâu quý vị. Nhân làm hết cái tâm của mình, thấy không? Cái nhân làm là cái nhân muốn mang lại cái niềm vui cũng như cái tài cái lộc đến tất cả quý vị đang xem kênh của nhân, thấy không? Sau những giờ làm việc mệt mỏi, ai cũng được vui vẻ, thì cái động lực của nhân đó chính là được quý vị thương mến đó quý vị. Đó. Bữa nay không có trời mưa quý vị, đi đường thì cũng khá là dễ chạy. Rồi thì thôi, nhân không linh ta linh tinh nữa quý vị ơi. Buồn quá, tối nay hát cho con bé một bài cho ngày mai nó giật cho mình cái đầu cái đuôi hả quý vị. Đó. Thì thường thì cái bài mà nhân gây bão ở trên cộng đồng đó, thì quý vị biết cái bài đó bài gì không? Xa cách lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ, áo trắng bây giờ còn thẹn thùng bận bướm cùng anh. Miền Tây má đỏ tóc quê em gái ơi, sớm trưa trên đồng non lá nghiêng nghiêng hoài sao thấy được mặt nặng đời. Con bé nó nói chú ơi đừng có hát nữa, trời ơi để con ăn kẹo. để chú lột kẹo cho con. Trời ơi thật sự quý vị biết không, nhiều khi vô những cái chỗ mà linh thiêng ngồi nói chuyện mình nên gì đó quý vị, đừng có tưởng đâu nói chuyện mình nên, chứ ông bà vong linh người ta hiện hữu ở đây người ta nghe hết đó quý vị, những cái lời khắn của tôi, thấy không? Nhiều khi ông bà người ta nghe được quý vị, người ta cảm ứng chứng minh cho. Trời ơi quên đem ra hai cái trứng nữa. Đây, dồi luôn tới công chuyện luôn. Trời ơi, trứng bể hết trơn dồi. Ôi ôi, dồi xa cách lâu rồi. Quý vị ơi, trứng chưa sinh mà nó nổ như thế này là ngày mai giật dở nha. Đó, nổ. Trứng chưa sinh mà nổ như thế là ngày mai thì chỉ có nước giật dở thôi quý vị. Hôm bữa, có lần tôi cũng hết lần như vậy đó. Trứng chưa sinh mà nó nổ quý vị, là ngày mai được gỡ nha quý vị, tập trung tại cái cung Dông Nhi này nha quý vị. Trời ơi muối gạo gì đâu ướt nhẹp trơn rồi. Trời ơi. Rửa tay nữa. Trời ơi. Nước. Ây da. Mình rửa rượu lại quý vị ơi. Chưa sinh nữa mà nổ rồi. Những cây như thế này là ngày mai chỉ có nước lụm thôi nha. Rồi, bữa nay mình chỉ ăn được cái lọc nho nhỏ đó, 3553 dưới trên Zalo đó. Ây da, trời ơi. Rồi thì bây giờ nhân xin phép vào nhân chạy hộp gà quý vị. Nhiều khi làm cái này ngồi nói chuyện mình anh quý vị, nếu mà ai mà nhìn thấy tưởng đâu mình bị khùng quý vị. Thôi kệ, ai nói vậy miễn sao mình không phải vậy được rồi. Do thì đất đai cô bác ông bà chiến sĩ trận vong nơi đây, có sự hiện diện ở đây, hương linh của bé 5 tuổi chạy về chú cái hộp gà. Con số nào thì cho nổ ngay số đó ngày mai, từ những dãy số từ 0 cho đến 9. Số 0, số 1. Ây da, số 1 đúng quý vị. Chạy lại số 1. Số 2. Số 3. Số 3 có cảm giác. Số 3. Số 3 đứng cho đứng số 3 nè. Số 3 đứng nè.
số 3. Thấy không quý vị? À, Nhân có cảm giác quý vị, số 3 đứng không? Trời ơi trời, mũi gì cắn máu me dùm lum chân vậy? Ây da. Rồi, thì hiện tại trước mặt quý vị số 3 đứng nha. Thì ông bà cô bác ở đây cũng như bé Hương Linh ở đây ha, đã cho diện đứng số 3 rồi. À, cho lấy số 3 lên chạy tiếp. Số 4. Trời ơi. Số 4 dục xuống cái đứng luôn quý vị. Ghê vậy. Rồi bữa nay Nhân xin cái tài cái lộc lớn cho quý vị nha. Đó. Cô bác ông bà chiến sĩ chặn dông nơi đây có cái tài cái lộc lớn nào, ngày mai nổ giật dở Nam Trung Bắc ha. À, miền Nam, ngày thì có miền Nam, đêm thì có miền Bắc ha. Cho con chạy, con lấy cái hộp gà luôn chạy tiếp. Số 5. Số 6. Trời ơi. Rồi. Thì bây giờ Nhân sẽ chốt cho quý vị cái lộc cái tài này nha. Những cái bộ số cho nhanh lẹ như thế này thì mình chỉ có nước lụm thôi quý vị. Rồi, thì bây giờ Nhân sẽ quả lên. Đó, thì Nhân nói rất là nhiều lần, giống như hôm qua con 35 giữ quý vị cho rất là lẹ. Thấy không? Rồi, tất cả quý vị đang xem trên kênh Nhân Trần TV ha. Nhân Trần TV. Đó. À, ngày. Rồi bây giờ Nhân đã quả lên rồi quý vị. Tất cả quý vị đang xem trên kênh Nhân Trần TV trong ngày 25 tháng 2 năm 2022 thì Nhân đến cái cung Dông Di năm tuổi chết nước tại đây Linh Thiêng. À, Nhân xin cho quý vị tham khảo cái lộc ha. Cho ngày thì có miền Nam, đêm thì có miền Bắc nha quý vị. Nam Bắc nha. À, ai miền Trung thì mình có thể tham khảo luôn hợp cái bộ số này. Nhiều khi bé Linh Thiêng quý vị giật ra ba miền luôn sao đúng không? Đâu có biết được, cái lộc là con 346 quý vị, Nhân lấy cái lộc nhỏ là con 46. Ai muốn đá ha, muốn lấy số cặp thì mình lấy con 34 và con 46 quý vị. Rồi anh chị em nào đang xem, mọi người cho Nhân xin một like đi quý vị ha. Ai biết chia sẻ lên Facebook, Zalo, mình chia sẻ lên cho bạn bè mình cùng xem. Rồi thì Nhân cũng khắn luôn ha. Cô bác ông bà chiến sĩ chặn dông nơi đây, hương linh cô bé 5 tuổi chết quan tại đây, ban cho cái lộc con 346 ngày mai ha, nổ miền Nam miền Bắc, Nhân trả lại một cặp gà nha quý vị. Đó. Thì ngày mai có cái lộc cái tài này, Nhân quay trở lại đây để trả lại một cặp gà. À, một cặp gà quay. Đó. Bông hoa trà quả trái cây tươi à, dâng lên. Ngày mai nếu có cái lộc ba con ba càng này. Đây, cùng 3 4 6. Ngày mai miền Nam ha, cộng miền Bắc. Đó, được gỡ cái lộc này, Nhân trả lễ ha. Đi chữ lụm vô quý vị. Đó. Rồi. Thì Nhân xin khẳng lại một lần nữa quý vị, đất đai vẫn trạch thần hoàng bổng cảnh, chứ gì dông linh ông bà chiến sĩ trần dông nơi đây, ban cho cái lộc cái tài con 346 và con 416 ngày mai. Thì ngày thì có miền Nam, đêm thì có miền Bắc. À, có cái lộc cái tài này con quay trở ở đây, con thỉnh cặp gà đến để trả lễ nấu. Đó. Rồi, tất cả quý vị hãy tập trung cái bộ số này ha, trên kênh Nhân Trần TV. Còn ai không thích cái bộ số này, ai muốn vào Zalo của Nhân thì cứ kết bạn cho Nhân hoặc là nhắn tin cho Nhân ha. Thì Nhân thấy Nhân sẽ trả lời à, có những cái bộ số mà Nhân đi sinh 12 giờ khuya, 11 giờ ha, à, những cái cung đó Nhân không có quay được cho nên là Nhân không có đăng lên. Thì cũng mong tất cả quý vị hoan hỷ cho Nhân. Còn bây giờ thì Nhân xin chúc toàn thể anh chị em cô bác ngày mai trên kênh Nhân Trần TV ai cũng có lộc có tài tại cái cung Dông Nhi 5 tuổi chết nước. Xin chào và hẹn gặp lại.